Dạ bạn nhé, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu các bạn cái mẫu bẫy trồng đèn, trồng bạc má, bẫy lồng bên mình nha bạn. Thì nói chung là bẫy lồng thì con trồn dến vô nó không có bị hương các bạn. Không bị hương thì giá trị nó cao hơn, với lại mình có thể nuôi dưỡng được các bạn. Đó. Thì cái kích thước cái lồng này nó là 30, dài 30, rộng 15, cao 15 cm nha bạn. Lồng này mình có thể bẫy được trồng đèn, trồng má tầm từ 1 kg xuống nha bạn. Lớn nữa thì mình xài cái mẫu bự nha bạn. Lớn nữa mình xài mẫu 50 20 20 hoặc là 50 25 25 nha bạn. Mình vẫn có bán mẫu lớn luôn. Thì ngoài bẫy trồng đèn bạc má thì bẫy này mình có thể bẫy được bìm bịp nha bạn. Chuột cống nhum, sóc bông, chuột đồng, sóc đất đồ với các loại chim nữa bạn. Lưới này lưới mạ chì chống xét nè. Lưới này nó tốt nha bạn. Mình lưới này mình dùng làm mấy mèo rừng mấy mấy trùng hương đâu vẫn ok lắm nha bạn. Nó không có bị cắn đứt lưới. Rồi, anh em nào cần mẫu bẫy này thì liên hệ mình. Số điện thoại mình là 0936059090. Hàng thì ship toàn quốc nha bạn. Số điện thoại đó là mình xài Zalo luôn. Các bạn kiếm Zalo số điện thoại đó thì nhắn tin trực tiếp cho mình trả lời cho bạn rất là nhanh luôn. Rồi, chào tất cả các bạn nha.